Xin chào mọi người, không biết là mọi người đã trải qua tháng đầu tiên của năm mới như thế nào nhỉ? Mình thì đã có cuộc gặp gỡ thú vị với Hansara và trải nghiệm nhảy lên cover ở khu phố Hang Đê. Hơn nữa đây cũng là tháng sinh nhật của mình. Hàn Quốc trong thời gian này rất là lạnh các bạn ạ. Nhiệt độ thì luôn hạ xuống dưới 0 độ C, lạnh cóng hết cả chân tay, tuyết rơi cũng nhiều nữa. Nhìn em ý thế lạnh chưa kìa? Hãy cùng mình đi đến một số quán ăn trong dịp sinh nhật lần này và kỷ niệm lần đầu đón Tết xa nhà như thế nào nhé. Đầu tiên sẽ là món chăm bông, món ăn yêu thích của người Hàn. Mình cùng đi ăn với một người chị thân thiết nhân dịp sinh nhật của chị ấy. Quán ăn này nằm ở Gamoran và mình đã gọi hai phần. Lúc đầu thì mình nghĩ vị của nó sẽ khá là cay, nhưng ăn thì mình thấy cũng không phải là quá cay như tưởng tượng. Mì có rau và hải sản, tuy nhiên phần hải sản hơi ít nên cũng hơi thất vọng các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ vào một quán bánh ở ngay gần quán ăn vừa nãy. Nhìn ở ngoài thì quán xinh xỉu mọi người ạ. Mọi người hãy nhìn này, những chiếc bánh cũng rất là xinh. Mình sẽ thử mua bánh và nước uống ở đây xem sao. Mình thì thấy bánh ở đây là khá là ngọt, nếu ăn một cái thì cũng không sao. Tiếp đến thì hôm sau mình đã đi ăn cùng với một người chị khác. Lần này mình và chị ấy đã chọn ga Seohyun để đi ăn. Ở đây thì có rất là nhiều quán ăn ngon. Trời rất là lạnh mà mình và chị ấy cứ đi vòng vèo vân vân mãi mới chọn được một quán. Ở đây có bảng giá hay sao chị cũng chọn đi. Trời ơi, tôi lại nhìn thấy hình ảnh KFC thân thuộc con phố Khuất Duy Tiến ngày nào. Ở Hà Nội suốt ngày ra đây ăn luôn. Cuối cùng thì bọn mình sẽ chọn vào quán này ăn. Thế thì mình ăn mấy cái món này nhé. Em xua chưa? Ừ, ok. Bọn mình đã chọn một quán canh sun tê. Thực ra thì nó chính là kiểu giống canh lòng lợn như ở Việt Nam. Bắt canh nóng hổi ăn với cơm vào mùa đông quá là thích hợp rồi. Nhưng mà tuy nhiên là để sau ở Việt Nam thì mình vẫn thích hương vị lòng của Việt Nam hơn mọi người ạ. Vậy là ngày hôm sau cũng đã đến sinh nhật của mình rồi. Hôm nay mình gặp lại cô bạn của mình và cùng đi đến một quán cà phê xinh xắn có tên là Chinsim Dichain. Quán cà phê có đa dạng các loại đồ uống và bánh ngọt, được trang trí rất là xinh xẻo, hơi hướng mùa đông và Noel. Nhạc mở ở quán cũng rất là chill. Bọn mình sẽ thử gọi đồ uống và bánh ở đây xem sao nhỉ. Vỏ bánh của mình rất là ngon mọi người ơi. Đây là 발매한 곡들도 나오니까 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 바로 이제 그대 내용 시작하도록 하겠습니다. 정말 그대네요. 괜찮아.
sky full of stars. Choose a light up to path. I don't care to wanna tell me apart. I don't care. Bọn mình sẽ tìm một quán ăn nào đó ở đây. Và cuối cùng thì bọn mình đã chọn được một quán nhậu ở Hongdae. Bạn mình và mình lúc đang gọi món thì chợt nhận ra là không có bánh và nến sinh nhật. Hai đứa đầu nảy số đòi mượn bật lửa của anh phục vụ trong quán. Anh ấy cũng hơi dè chừng với bọn mình, sợ là bọn mình sẽ làm trò gì đó lạ lùng. Đây quả thật là lần đầu mình đốt nến kiểu này các bạn ạ. Hai đứa ngồi cười như điên, chắc đây sẽ là kỷ niệm khó quên của bọn mình. Sau đó thì bọn mình có đến quán karaoke kết thúc ngày sinh nhật hôm nay. Và ngày cuối cùng trong năm đã đến, nay thì mình và bạn cùng phòng đã đi mua đồ để ăn Tết, ăn giao thừa cùng với nhau. Mọi người cùng xem lại những ngày đón Tết của bọn mình nhé. Này thì mình cho mọi người bốc lì xì và nhận những lời nhắn nhủ cho năm mới. Đừng ngồi im khoanh tay, hãy hành động vài và cuộc sống đi hòa lại vẹn. Hôm sau thì bọn mình có đi chùa và đi chơi đầu năm nè. Bạn mình hôm qua thức khuya mệt quá nên hôm nay đã ngủ luôn ở trên tàu. Ở đây thì khu vực này mọi người sẽ được chọn nến, sau đó sẽ ghi tên tuổi, lời cầu nguyện bằng thứ tiếng tùy chọn, rồi sau đó chờ đợi xếp hàng vào khu vực đặt nến.
mình còn được gặp những người đồng hương ở Việt Nam. Ở đây thì mọi người cùng đứng chia sẻ với nhau về lần đầu ăn Tết xa nhà. Lúc sau thì bọn mình có vào quán đồ lưu niệm ở cổng chùa chọn đồ để lấy may nè. Bọn mình cũng đến bảo tàng truyền thống ở Changsin Lotte World nữa. Ở trong đây thì bọn mình cũng mới khám phá ra khu vực xem quẻ. Khá là thú vị, không biết đúng hay không nhưng trải nghiệm mới của bọn mình đó. Đọc lời giải thì lại càng thấy rối bời hơn. Ok. Một ngày đi chơi của bọn mình rồi. Chúc mọi người một năm mới luôn vui vẻ, thành công và sức khỏe dồi dào nha.